Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Chuột TV của mình. Hiện tại giờ mình đang ở một cái ngọn thác rất là đẹp ở trong khu vực mình các bạn. Và hôm nay cũng là nhân dịp dạ cuối tuần thì mấy anh em chúng mình sẽ đi dã ngoại và tổ chức một bữa ăn nho nhỏ và sẽ làm những cái món rất là khá thú vị. Rồi mời các bạn sẽ theo chân mình cùng tham quan, cùng tham gia với anh em mình trong buổi ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Các bạn xem video nếu cảm thấy hay các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, hôm nay mình có chuẩn bị một miếng thịt bò này các bạn. Thịt bò nha. Miếng thịt bò mình sẽ ướp gia vị và nướng. Và chuẩn bị cá. Cá lóc này. Và chạch này là chạch sông nha các bạn. Chạch. Thì bây giờ mình sẽ chế biến các món này nha các bạn. Chưa được bạn ạ. Lá chuối thì có gì bạn đập cái ống tre ra bạn ra bạn cắt được mà. Luôn ra. Đập cái ống tre ra. Cái này là luộc trong một miếng. À, ăn này mới sướng này. Để đứng được. Ăn một miếng như thế này mới sướng thịt đúng là thịt rừng. Ô, thì ớt được các bạn. Ớt rất ngon. Cảm nhận thế nào? Vào đâu? Quá ngon luôn. Cậu thôi được rồi. Rồi bây giờ quay lại cái chai. Đây. Món rồi. Để xếp ra đây luôn đi. Để xếp đây luôn. Để xếp vào đây luôn đi. Ông lấy máy tung ông điện cho thằng máy. Đây. Đây đầu bếp muốn lên sóng này các bạn. Để lên trên này luôn. Để lên trên này luôn. Ồ, để vậy hả? Thôi để vướng lắm. Vướng lắm mày chặt bớt đi. Không, mình để đây luôn này. Bỏ đi cô ơi, mình bỏ đây luôn này. Bỏ đây luôn đi. Đó mình bỏ đây luôn này. Bỏ né thịt ra. Bỏ chung vào thịt luôn hả? Bỏ luôn. Ôi trời ơi. Cá nhảy bỏ riêng ra. Đó. Bỏ riêng ra để review từng món một nhé. Cao dùng cái bò anh. Đây cá chạch. Lấy máy cuốn điện cho thằng bái đó, coi nó rượu bò. Nước mắm thần thánh, nước chấm thần thánh. Đây nữa. Rau. Xong rồi các bạn, bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nhé. Món này là phải nhiều lá này mới đã này. Chạch nè. Còn cá lóc thì lấy vào nữa hả? Rau thì ngon đây. Thịt bò. Nước mắm chấm, rau. Ăn rau nhiều lắm. Và nước nói nha các bạn. Không biết tôi ăn đâu. Nước nói kìa. Ông ăn hết rồi, tí lấy gì ăn đây. Đây, xuống đây. Đây. Luôn. Rồi mời các bạn cùng dùng với nhau nhé. Để bây mình thử trước là review thử món này. Vào đây luôn ơi. Rồi các bạn nhá, bây giờ thử nha, tay sẵn nha các bạn. Trong
long lê. Ờ, được review món này chứ. Long lan. Đó, ăn thịt. Cho tung vào đầu thơm, thấy đâu thơm đâu. Nhiều đến đâu rồi. Thơm mà ít lắm. Anh biết cậu cũng làm cái này cậu. Ừ, nhà có cái rau này. Em phải lá đúng rồi, nó phải có cái rau ly. Chứ không đâu uống giờ. Nước đâu nè. Được cốc nào? Thêm miếng nữa nha mày. Đây đông luôn đó. Đó. Để tôi đã uống cái cậu nó ra. Để nó đừng miếng mô đâu. Rồi, nó lại. Cảm thấy cái này cuốn đẹp, hồi nãy cuốn sâu quá. Okay. Em lấy rượu nhai vậy. Rồi. Mời các bạn nhé. Nặng quá phải không? Không uống được, không đâu. Uống với anh Tùng nha. Tuyệt vời. Hả? Ừ. Cái nó mắm mà ngon lắm. Mắm mày ngon chứ. Nhưng mà bạn biết không? Nó hơi muối tí vào. Hơi muối đi. Em thấy là rượu ngon. Ngon rồi hả? À. Nó hơi muối tí vào. Nắm ngon. Vâng. Đừng có tái được cả. Người có giờ già đâu. Ê, má rồi, hèn quá. Thế. Nhập thằng này 3 ly rượu. Đâu tại anh chốt em. Má này cứ mà hỏng rồi. Sẽ là luôn em. Trời giống như Tây Bắc luôn. Đấy. Xin chào các bạn, đến giờ này là chắc mình xin phép kết thúc video đây các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Ông kia ông ngồi ông múa dao luôn kìa. Đó. Múa dao luôn thấy không? Ở đây thêm một nhóm anh em nữa là đang nướng gà dưới này các bạn. Vâng, chào các bạn, hiện tại bây giờ đã câu được con cá đá. Bây giờ là anh này sẽ xuống bắt cá đá này dưới này. Khá sâu nha các bạn. Lặn rồi, lặn rồi, lặn mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Rồi, giờ xác định được vị trí rồi, xác định được vị trí. Vị trí đã kiến rồi. Rồi, lặn mất tích rồi, lặn rồi, lặn rồi. Có nào trôi xuống kia không? Coi chừng cái chai, coi chừng cái chai. Thấy chưa anh? Mình sợ đứt cước thôi. À đúng rồi, cái này kéo là đứt cước liền à. Nhưng biết vậy là đưa cặp dây thừng nữa. Để giữ người. Nước nó trôi á. Lấy được rồi. Đây chưa? Đây ôm một cá lóc rồi. Cá lóc mới điên. Cao 1m70 nặng 65 cân. Ba cái này uống YouTube nó coi đến cái đoạn cuối cùng đấy. Cười luôn. Ông mình uống rượu mình chủ quan. Mình uống rượu mình chủ quan nhưng mà nước này không xiết đâu. Xiết không? Xiết cơ bơn. Không, bình thường. Bỏ bỏ.